Hi, xin chào các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Mi. Ngày hôm nay thì Mi sẽ chia sẻ cho mọi người một mẫu hoa chỉ với hai màu sơn gel đen và trắng, cộng với cái lớp nền sơn thạch nhũ hoặc là thạch thường cũng được. Mọi người có thể tùy biến các màu sơn nền khác nhau nha. Ok, và cách làm như thế nào thì sau đây Mi sẽ chia sẻ luôn cho mọi người nha. Vô cùng đơn giản thôi và chúc mọi người sẽ làm thành công. Ở bước đầu tiên này thì mình sẽ làm như là các cái bước thông thường hàng ngày mình vẫn làm, đó chính là nhặt da, sơn sửa sao cho cái bộ móng của mình được đẹp nhất. Sau đấy mình sơn bay và sơn màu gel nền lên. Mình sẽ sơn hai lớp gel nền lên như là bình thường nhé. Và ở trong video thì mình đang sử dụng màu thạch nhũ nước gạo, mọi người có thể tham khảo nha. Sau đó thì mình sẽ tiến hành pha màu. Ở đây thì Mi sử dụng tốt dâu, tốt hoa hồng và màu sơn đen. Đó, chấm lên như này là xong. Sử dụng cọ hoa cúc để quấy đều hai cái hỗn hợp này lại. Mình sẽ không quấy hết nha, mà mình sẽ lấy một chút màu sơn đen ra. Sau đó thì mình sẽ quấy với tốt bóng. Cái độ đậm nhạt tùy vào cái lượng sơn đen mình lấy, cho nên mình sẽ lấy một ít một thôi. Và mình quấy, sau đấy thì sẽ thử màu ra. Nếu như mọi người chưa có quen thì mình sẽ thử màu lên trên cái mẫu móng của mình xem mình đã ưng chưa. Nếu muốn nhạt thì mình lại pha thêm tốt, còn muốn đậm thì mình sẽ cho thêm màu sơn đen. Mình sử dụng cọ nét gel để vẽ cánh hoa. Ở đây thì mình sẽ vẽ 4 cánh và vẽ thành các hình giọt nước như thế này. Và mình đã áp dụng cái bố cục là ở bên cạnh móng, cho nên sẽ có một cánh là khuất. Và mọi người cố gắng vẽ 4 cánh bằng nhau, vô cùng đơn giản và dễ như này thôi. Mình sẽ lấy cái lượng sơn ít để tạo cái hình vệt chổi cho cánh hoa nó được sắc nét hơn và cũng như là ảo diệu hơn nha. Về độ đậm màu cũng như là nhạt màu thì mọi người sẽ tùy chỉnh theo cái sở thích của mình và sẽ pha tốt cũng như là pha màu gel sao cho nó hợp lý nhất nhé. Như mọi người có thể thấy ở trên video thì Mi có làm cái màu nó tương đối là không quá nhạt cũng không quá đậm. Đó, nên mọi người có thể cân nhắc và để pha theo ra cái sắc độ như thế này. Đây sẽ là cái lớp cánh đầu tiên, bây giờ sẽ tiến tới lớp cánh thứ hai. Ở lớp cánh thứ hai thì mình sẽ pha thêm sơn đen vào trong cái phần màu gel vừa nãy mình pha đó mọi người. Đó, mình nên đậm hơn từ 1 cho đến 2 tông tùy vào cái sở thích của mọi người nha. Như Mi thì Mi sẽ để nó đậm hơn khoảng 1 tông thôi, thì nó sẽ không có cái sự tách biệt quá là nhiều nhá. Mình không nên pha quá đậm hay là cũng không nên pha quá nhạt, bởi vì nhạt quá thì nó lại không có hiện rõ cái lớp cánh thứ hai của mình là lớp cánh đậm hơn. Đoạn này thì không hiểu sao cái máy của Mi nó lại không bắt vào cái hình móng tay mà nó lại bắt vào cái hình tay của Mi, cho nên nó hơi bị mờ. Nên mọi người có thể nhìn và vẫn vẽ cái lớp cánh thứ hai nhỏ hơn lớp cánh đầu tiên nhá. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cọ nét để viền lại các cái cánh sao cho để nó sắc nét nhất. Mình sẽ sử dụng ít sơn gel thôi và viền đứt nét nha. Ở đây thì lại bị một lần nữa thôi che, rất là sorry mọi người cái điều này nhá. Ở video sau thì Mi sẽ cân nhắc về cái các góc quay khác để cho mọi người có thể nhìn rõ hơn. Vì cái điện thoại này đôi khi nó bắt nét nó rất là khó. Vì Mi là tất cả là tự quay cũng như là tự edit đến cho mọi người, nên là còn rất là nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm nha. Và sẽ tiếp tục ủng hộ Mi trong phía tương lai. Bây giờ thì vẫn cái sơn cọ nét gel đen đó, mình sẽ chấm vào trong cái phần nhụy một vài các cái chấm. Sau đó thì thêm cả chấm vàng nhũ hoặc là màu bạc nhũ vào trong cái phần nhụy để thêm lấp lánh cho cái phần hoa của mình nha. Rồi sau đấy sơn tốt bóng để hoàn thành cái mẫu nail của ngày hôm nay. Vô cùng là đơn giản và dễ dàng. Cái mẫu vẽ nail này thì nó rất là dễ thôi và mọi người có thể tùy biến các màu sắc khác nhau, có thể thay đổi màu nền hoặc có thể thay đổi màu hoa chỉ với cách vẽ của Mi. Và hy vọng là mọi người sẽ có thêm mẫu hoa đơn giản và dễ dàng cho ngày hôm nay nhé. Chúc mọi người làm thành công. Để mua đồ nail chất lượng thì mọi người có thể liên hệ theo thông tin chạy bên dưới video của Mi nhé. Đừng quên để lại một like cũng như một đăng ký theo dõi, ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo mỗi khi Mi ra video mới nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye!